Xinh đẹp, giỏi giang, những cô nàng sau đây chắc hẳn đã khiến các anh chồng đại gia, thiếu gia trong showbiz vô cùng mãn nguyện khi lấy về làm vợ. Rimmy Trương và thiếu gia Phan Thành. Đầu năm 2021, đám cưới giữa thiếu gia Phan Thành và beauty blogger Trương Minh Xuân Thảo, Rimmy Trương là một trong những sự kiện được cộng đồng mạng quan tâm. Tết năm nay là năm đầu tiên cô nàng được làm dâu đại gia. Tuy nhiên, Rimmy Trương cũng không phải là nàng dâu dạng vừa, vì gia thế của cô nàng không hề kém cạnh Phan Thành, và hơn hết, cô nàng lại có ngoại hình cực kỳ xinh đẹp. Rimmy Trương tốt nghiệp ngành thương mại Đại học Quốc tế The Mid Việt Nam và hiện làm quản lý tài chính trường John Robert Bauer Việt Nam. Bên cạnh đó, Rimmy còn là người mẫu beauty blogger được rất nhiều yêu mến. Sinh ra và lớn lên trong vòng tay của mẹ là một giáo viên, nên từ lúc 15 tuổi, Rimmy đã được mẹ dạy về cách giao tiếp, ứng xử thanh lịch và cách xây dựng hình ảnh. Bắt đầu từ năm 16 tuổi, cô nàng được đào tạo về kỹ năng trình diễn sân khấu và xây dựng hình ảnh cá nhân tại trường John Robert Bauer Manila, Philippines, Bangkok, Thái Lan và New York. Sau này, Rimmy theo chân mẹ xuất hiện trong hậu trường của các cuộc thi hoa hậu ở Việt Nam và trên thế giới. Năm 2017, Rimmy Trương giữ vai trò quản lý tài chính của cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam và hỗ trợ hết mình cho cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ. Xuất thân là một tiểu thư cành vàng lá ngọc, nhưng Rimmy Trương chẳng hề ngần ngại việc nhà hay vào bếp mà còn chăm chồng cực mát tay. Thậm chí chỉ một thời gian ngắn ngủi sau khi làm đám hỏi, Phan Thành còn lên mạng bán than vì tăng cân không phanh. Bên cạnh đó, những khoảnh khắc mà Rimmy Trương hé lộ về cuộc sống của hai vợ chồng đều cho thấy cô nàng chăm chút cho không gian rất kỹ lưỡng. Bởi vậy mà cô nàng cũng sẽ không gặp khó khi về làm dâu Tết này đâu. Xoài non, vợ Jimmer Simisic. Cái tên xoài non xuất hiện rầm rộ vào cuối năm 2020 khi đám cưới giữa hot girl sinh năm 2002 và Jimmer giàu nhất Việt Nam Simisic diễn ra. Nhiều người ngưỡng mộ vì xoài non tìm được cho mình một tấm chồng phù hợp yêu chiều cô nàng. Một số khác lại tỏ ra hạnh phúc cho Simisic khi tìm được người vợ vừa xinh vừa giỏi. Xoài non tên thật là Phan Thùy Trang, cô nàng là cái tên không còn xa lạ với giới trẻ. Cô nàng sở hữu khuôn mặt lai tây ấn tượng cùng với thân hình nóng bỏng thu hút người nhìn. Trước khi kết hôn với một trong bộ tứ hoàng làng Jimmer Việt Nam, cô từng là học sinh của trường trung học phổ thông Trường Chinh, thành phố Hồ Chí Minh. Dù mới 18 tuổi, nhưng xoài non đã có kha khá kinh nghiệm diễn xuất và góp mặt một số bộ phim sitcom, MV ca nhạc. Ngoài ra, cô nàng còn là gương mặt có không ít tiếng tăm trong làng mẫu ảnh chụp lookbook tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ khi đính hôn với Jimmer Simisic vào tháng 11 năm ngoái, xoài non cũng đã lấn sân sang làm YouTuber. Cô thường xuyên xuất hiện trong các video cùng chồng của mình hoặc tự sản xuất clip YouTube. Ngoài công việc, xoài non cũng là người vợ đảm đang và chăm chỉ. Trong một vài vlog trên trang cá nhân, Simisic cũng tiết lộ bản thân rất lười và vợ là người dọn dẹp, thu xếp ổn thỏa mọi công việc trong nhà. Bản thân xoài non cũng là một trong những bà nội trợ đảm đang. Tuy nhiên, cô nàng rất ít khi nấu ăn tại nhà. Việc thường xuyên đặt cơm bên ngoài là vì cả hai đều ăn các suất cơm đặc biệt theo công thức giảm cân, nên xoài non hiếm có dịp khoe tài. Diệp Lam Anh. Giữa năm 2018, thông tin diễn viên kim ca sĩ Diệp Lam Anh chuẩn bị làm dâu trong gia đình có gia thế khủng với rất nhiều nhân vật quyền lực ở các lĩnh vực khác nhau khiến mọi người không khỏi bất ngờ. Ít người biết rằng cô nàng hiện đang là em dâu của Simisic Jimmer, được mệnh danh là giàu nhất Việt Nam. Simisic chính là anh họ của Nghiêm Đức, ông xã Diệp Lam Anh. Tuy lấy chồng là đại gia, nhưng Diệp Lam Anh không mang tiếng dừa hơi chồng. Trong giới giải trí, Diệp Lam Anh được mệnh danh là người đẹp siêu giàu. Cô từng làm đủ mọi nghề từ vũ công, diễn viên, ca sĩ, người mẫu, MC, thậm chí thi hoa hậu, nhưng không thực sự nổi bật trong công việc nào. Bù lại, cô nàng rất thành công với việc kinh doanh. Diệp Lam Anh kinh doanh từ thời trang đến thức uống, ở bất kỳ lĩnh vực nào, cô nàng cũng khiến người khác ngưỡng mộ. Đến nay, cô sở hữu chuỗi cửa hàng khắp Sài Gòn đến cả Hà Nội, nhiều chi nhánh đặt trên các khu đất vàng và luôn đông nghẹt khách. Người đẹp cũng từng mời được tài tử hàng Nga Hàn Quốc là Seo Ji-sup đến và dự một sự kiện khai trương của cửa hàng mới. Bản thân Diệp Lam Anh cũng là một bà nội trợ đảm đang khi thường xuyên vào bếp và làm những món ngon cho chồng và con. Cô được sự giúp đỡ rất nhiều từ mẹ chồng, nên việc chăm sóc con cái cũng không phải là gánh nặng. Nguyễn Thu Trang, vợ Sắc Hưng. Tuy là vợ sau, nhưng Nguyễn Thu Trang lại rất được lòng những người xung quanh Sắc Hưng vì sự thông minh và giản dị của mình. Nguyễn Thu Trang sinh năm 1988, là người gốc Nam Định. Cô được khán giả biết đến với danh hiệu Á Hậu 1 của một cuộc thi Hoa hậu Thế giới Người Việt tại SET và lọt chung kết Hoa hậu Thế giới Người Việt năm 2010.
không chỉ sở hữu gương mặt khả ái, mái tóc dài thướt tha đặc trưng của người con gái Việt Nam, cùng với vóc dáng mảnh mai đầy cuốn hút, Thu Trang còn biết rất nhiều ngoại ngữ như là Séc, Anh, Đức, Nga. Chính điểm này đã giúp cô nàng có thể hỗ trợ được cho chồng trong công việc. Thu Trang từng làm việc và sinh sống tại nước ngoài, nhưng cô nàng và Sắc Hưng lại gặp mặt trong một sự kiện ở Nha Trang. Sắc Hưng đặc biệt ấn tượng với vẻ ngoài hiền hòa và phong thái tự tin của người đẹp Nam Định. Kể từ khi kết hôn vào tháng 3 năm 2018, vợ Sắc Hưng đã rút lui khỏi showbiz và trở về chăm sóc gia đình. Trên trang cá nhân, Sắc Hưng và Nguyễn Thu Trang thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đầy tình cảm khiến người hâm mộ suýt xoa. Đàm Thu Trang, vợ Cường Đô La. Đàm Thu Trang sinh năm 1989, cô nàng sở hữu gương mặt ưa nhìn, chiều cao là 1m76, quê ở Lạng Sơn. Sở hữu ưu điểm nổi bật về chiều cao, Đàm Thu Trang đã từng tham dự cuộc thi Người mẫu Việt Nam Vietnam Next Top Model 2010 và dừng chân ở tại top 6. Mặc dù không đạt được thành tích cao, nhưng cô nàng vẫn hoạt động tư cách là người mẫu và là một ca sĩ với một số bài hát được đánh giá tích cực như Mặt Trăng Ơi Mặt Trời, Nguyện Ước Quay Về. Sau một thời gian tham gia showbiz, cô đã tạm lùi sau ánh hào quang trên sân khấu và chuyển hướng sang kinh doanh. Với hướng đi mới, cô nàng đã thực sự gặt hái được nhiều thành công ở lĩnh vực mới này. Trước khi kết hôn với đại gia Phú Núi, Đàm Thu Trang là một đại gia ngầm với khối gia sản giá trị và có cuộc sống sang trọng bậc nhất trong giới người đẹp Việt. Ở độ tuổi 30, Đàm Thu Trang có những cơ sở kinh doanh riêng của bản thân. Năm 2017, Đàm Thu Trang sở hữu chiếc Audi tiền tỷ sang trọng trị giá hơn 2,5 tỷ đồng. Không chỉ có thú chơi xe sang giống chồng, Đàm Thu Trang còn được biết đến là một yêu nữ hàng hiệu khi chẳng ngại vung tay mua sắm những món đồ hiệu đắt tiền. Từ túi sách, giày dép cho đến những phụ kiện mà cô sở hữu đều là các thương hiệu đình đám. Cô nàng cũng được xem là một bà nội trợ đảm đang và rất được lòng mẹ chồng. Sau khi sanh con gái, cô nàng một tay chăm sóc em bé và hỗ trợ chồng rất nhiều trong việc kinh doanh. Dù đã là bà mẹ bỉm sữa nhưng ngoại hình của Đàm Thu Trang vẫn quyến rũ như ngày xưa. Mỗi khi xuất hiện bên cạnh chồng trong các sự kiện, cô nàng vẫn chỉnh chu trong phong cách ăn mặc. Viên Minh và cầu thủ Công Phượng. Đám cưới của Công Phượng và Viên Minh có thể coi là đám cưới được tổ chức xa xỉ bậc nhất của giới cầu thủ Việt. Vợ Công Phượng cũng là một trong những nàng quát có gia thế khủng. Được biết, bố của Viên Minh là ông Tô Duy Lâm, giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Viên Minh không chỉ sở hữu nét đẹp nhẹ nhàng giản dị mà cô còn gây ấn tượng về học vấn vượt trội. Cô nàng 9x này là du học sinh ở Bỉ, có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học RMIT và tốt nghiệp loại xuất sắc. Mối quan hệ của Công Phượng và Viên Minh bắt đầu từ năm 2014, thời điểm tiền đạo U19 Việt Nam sang châu Âu tập huấn. Tuy nhiên cả hai rất kín tiếng trên mạng xã hội, mãi đến khi đám hỏi mối quan hệ này mới được công khai và khiến mọi người bất ngờ. So với những bức ảnh chỉnh chu được tung ra hồi đám hỏi kín đáo, nhan sắc đời thường của Viên Minh lại khiến mọi người ấn tượng. Lối make up nhẹ nhàng giản dị khiến vợ Công Phượng trông gần gũi, hiền lành, chiếm được thiện cảm của mọi người.